Em dạo này thế nào? Có gì mới không? Em mới lên trưởng phòng, lương 40 triệu đấy. Ui dồi ôi, thế này phải khao đấy nhá, sang tuần nhá. Mà tại này có người yêu thế đấy? Gớm, em làm gì có ai theo đuổi đâu. Đang định nhờ chị giới thiệu đấy. Gớm nữa, cô lại cứ điều chị. Cô có mà đầy người theo đuổi. Con ngồi xuống đây. Mẹ để con. Con ăn đi. Mẹ bảo này, cô bé Thu ấy là em họ của con à? Vâng. Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng đi ạ. Thằng Phúc nhà mình ấy, nó cũng có công việc rồi. Có khi chúng ta phải tìm cho nó một người vợ nhỉ? Ừ. Con khuyên mẹ không nên mơ tưởng. Chú Phúc nhà mình khác gì con cóc vô tích sự đâu. Làm sao mà với được đến thiên nga hả mẹ? Con nói như thế nào chứ? Gớm, đúng như lời con nói nhá. Là cái Thu gì? Con nhà lá ngọc cành vàng. Ôi dồi ôi, nhà giàu có như thế thì việc gì phải vật vã chấp nhận kiếm tiền. Bây giờ xã hội người ta hiện đại rồi, không như hồi xưa đâu mẹ. Phụ nữ không nhất thiết là phải lấy chồng thì mới sống tốt. Lương 40 triệu. Chả biết làm cái gì mà lương được 40 triệu cơ. Mẹ, con không đồng ý mẹ không tôn trọng em con như thế đâu. Em con là du học sinh học trường đại học danh giá thì lương 40 triệu là chuyện hết sức bình thường. Người ta kiếm tiền bằng chất xám, bằng trí tuệ, chứ không phải là như những gì mẹ đang tưởng tượng đâu ạ. Có chuyện gì thế ạ? À? Tôi già rồi, tôi lầm cầm. Mẹ tuy già nhưng mà chưa lầm cầm đâu ạ. Mẹ vẫn còn minh mẫn lắm. Con trai mẹ bỏ học từ năm 7 tuổi, 18 tuổi thì làm con gái nhà người ta có bầu, sau khi người ta đẻ thì đuổi người ta đi. Người như thế thì làm sao mà mơ tưởng được lấy vợ lương 40 triệu làm thạc sĩ hả mẹ? Em vừa mới khuyên mẹ là từ bỏ ý định đấy đi. Còn gì phép? Đấy, anh nghe nó nói chưa? Ta không tin là con tao không lấy được vợ tốt.